Đây là những vận động viên, đây là những vận động viên tiêu biểu của đội hình ngoại ngữ sinh học nha. Sao? Hiểu không? Để chưa chưa. Tập trung cái này tiếng phổ biến. Lập chơi. Bây giờ đây là trò chơi trực cờ. 6 người là có 60 số. Đây là những người đẹp trai. Số nào được gọi cổ động viên đấy. Được cặp tài gọi lên mới được lên. Vẫy tay, ví dụ số 1, hai số 1 chạy lên. Có đừng lấy lên không ạ? Số 1 là 2 số 1 được lên. 2 số 1, ví dụ số 1 này dần chạy về, số 1 kia phải thuận theo tập là cái đập. Đây là những vận động viên rất là tiêu biểu của các đội. Đội xin cá đẹp không đấy. Vô tay, vô tay, vô tay. Tiếp bạn, tiếp bạn. Số 1 không được gặp lắm rồi. Cường, nhìn bên mình gọi, nhìn số lên cùng lúc. Nhớ là lên về cùng lúc, phải chưa? Khi chạy, nghe đây. Đây là cô hiệu trưởng xinh đẹp. Rất là xinh đẹp. Chạy ra khỏi thì ra là bị. Cái chứ là theo sự yêu cầu là phải có chú bảo vệ và thầy Long đẹp trai. Đấy, bây giờ thấy cặp chào là biết đẹp đó. Hai số 1 này thi trước và hai số 2 thi sau. Chút nữa hai đội thắng và chung kết. Đây là ban tổ chức. Chà, ghi chữ gì xấu như vậy? Sao mới làm ban tổ chức chứ? Sao làm chức nhé? Rồi. Đó. Cuộc chơi sắp bắt đầu. Đây, bên đây á là theo cái hàng gạch CC đây cũng đẹp đúng rồi. Rồi đứng luôn luôn trước cái bạch này bạch tăng lên mà không được được số 3 lên lại. Hiểu chưa? À quý thầy cô đã hiểu lập chơi chưa? Cô Liên số mấy? Mang cái cổ vô chứ sao? Cô mang cho mấy để phía trong người hết đi. À, được chưa? Nhớ là nhiều pin lên cả đội luôn á nha. Quý thầy cô lui ra đúng mặt sân khác luôn. Không, để mình cứ hô là cứ theo lợi mình. Cứ hô ví dụ như 1 về 2 lên, 1 về không được trực thời nữa. Hiểu không? Cứ theo lực trọng tài, chỗ nào vi phạm là ví dụ mình hô là 1 về 2 lên, 1 chỉ được về thôi, không được giật cờ chạy về. Rồi, trò chơi giật cờ là một trò chơi dân gian rất là phổ biến nhiều năm nay. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Trò chơi giật cờ bắt đầu, số 4. Đội này con thấy tâm vô tặng một chơi năm tặng nữa không sợ chẳng được hết không sợ chẳng được hết cứ đi ra một lần thấy chơi năm tặng nha chơi năm được như thế cho cả người hết không sao hết cả người cũng như cả người khi mà lên em sẽ biết anh được làm ai được nào rồi lấy nghe nha cô lấy nghe tỷ trong là tầm một chút là số 1, số 5. Không, thì số nào đặt số lấy rồi. Số 1 đặt số 1, số 5 đặt số 5. Hả? Alo. Quý thầy cô lưu ý nè, khi mà anh Tiến anh gọi số 1, số 5 đúng không? Là số 1 lên theo số 1, số 5 lên theo số 1 đối phương rồi, số này có đối phương chứ. Đúng không? Có số nào theo số đó, mới bắt được người ta. Chỉ số trùng với mình mới được đập thôi. À, số 5 đập số 1 không được. À, như thế không nghe gì nữa. Lấy từ ngoài quá vậy. Rồi, có thể tăng đánh tặng nào. Chuẩn bị. Số 3. Cái này là ông
Rồi, tổ nào là số 1, 2, 3.